quả nha. Chào ông bà cô chú anh chị cậu chị bà nha. Mình đang cắt chiên rau rồi hái một đồng nữa các bạn. Giờ cho bóng đèn khô tiên. Mình đang cắt chiên rau rồi hái một đồng nữa các bạn. Giờ cho bóng đèn khô tiên, cho bóng rồi cái chốt rồi lưng mà. Mà các bạn nhìn cơm mình nha. Không, có nước tương mà. Sạch rồi. Nhắm vô cái này xương này mình bỏ ra. Vitamin B3, B6, B12 nè. Mà B này cho em giúp. Đúng rồi, người ta ốp có còn. Còn này nó có không? Cái đó nước của Thái. Pepsi này nè, nước của mình. Rồi.
trứng thịt lại. Cá trên kệ là thầu, trứng thịt em dễ. Canh răng, mùi mùi. Thank you.
trứng tôi làm. Ừ. Ăn cắn cắn, có tối tôi làm cơm. Rồi là ăn cơm cái nào chứ. Mì ra nó cay, nó ghê nó cay. Ờ. Còn cái dĩa có một vịt cái này. Cái này ăn không phải lấy chứ. Chiên cơm, còn cơm chiên cháo nhà mình chiên được. Được bye.